Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề Nghị quyết 18 của Trung ương và những vấn đề đặt ra trong sửa đổi luật đất đai 2013. Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về vấn đề bỏ khung giá thay bằng bảng giá để giá đất sát với thị trường, cơ quan định giá và thẩm quyền định giá, chống đầu cơ và điều tiết giá trị gia tăng từ đất, thu hồi và bồi thường tái định cư. Trong đó đáng chú ý là vấn đề định giá đất và thẩm quyền định giá. Hiện theo luật đất đai bao gồm các cơ quan chuyên môn, tư vấn định giá và hội đồng định giá. Trong đó chủ tịch hội đồng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Một số đại biểu cho rằng những thành viên trong hội đồng này không có đủ chuyên môn để thực hiện chức năng định giá. Chủ tịch hội đồng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thì cơ chế hội đồng khó quy trách nhiệm cá nhân và dễ bị chi phối với ý chí cá nhân. Cùng với đó, tổ chức tư vấn giá đất chỉ có vai trò trách nhiệm hạn chế trong quyết định giá cụ thể. Do vậy, các đại biểu cho rằng trong lần sửa đổi này, đơn vị định giá độc lập cần phải chịu trách nhiệm định giá và cung cấp thông tin giá đất. Đồng thời, tư vấn giá phải đưa ra tối thiểu hai phương án so sánh giá. Đối với hội đồng định giá cần lựa chọn giá để tư vấn. Ngoài ra, áp dụng tỷ lệ giảm trừ cho các đối tượng ưu tiên khi thực hiện chính sách tài chính đất và hội đồng nhân dân sẽ quyết định tỷ lệ giảm trừ cho đối tượng được ưu tiên phù hợp với điều kiện chiến lược của tỉnh.